Thưa quý vị, theo số liệu của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến nay, tỷ xuất sinh của thành phố liên tục giảm. Nếu như năm 2000 thì tỷ xuất sinh là 1,76 con trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thì đến năm 2022, con số này chỉ còn 1,39. Trong chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tổng tỷ xuất sinh đạt 1,4 con trên một phụ nữ vào năm 2025, hướng tới năm 2030 là 1,6 con trên một phụ nữ. Tuy nhiên, việc nâng tỷ xuất sinh hiện nay vẫn là bài toán khó. Cưới nhau năm 2021, nhưng đến nay vợ chồng chị Thanh Huyền mới quyết định sinh con đầu lòng vì còn nhiều băn khoăn. Cũng muốn là có một khoảng thời gian hai vợ chồng cùng chuẩn bị tinh thần và điều kiện kinh tế thì mình sinh em bé ra thì mình có sự chăm sóc em bé tốt nhất. Cũng e ngại sinh bé thứ hai, giờ tại cũng đi làm đồ này kia với lại gửi bên nội ngoại cũng sợ hai bên cực rồi không có yên tâm lắm á. Những năm gần đây mức sinh ở các bệnh viện lớn như bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ giảm so với các năm trước. Nhất là trong 2 năm thành phố Hồ Chí Minh trải qua giai đoạn dịch Covid-19. Thì với cái mức sinh mà thấp như vậy đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng già hóa dân số và không đáp ứng được cái nhu cầu mức sinh thay thế cho một xã hội. Thưa quý vị, để thực hiện được mục tiêu trong chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tại thành phố là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó có những chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm hơn trong việc sinh và nuôi con. Thời gian qua, cán bộ dân số tại phường 7, quận 5 vẫn thường xuyên đến từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình. Cố gắng coi như là vận động các cặp mà thanh niên nam nữ ra để mà khám tiền hôn nhân, rồi mấy bà mẹ mang thai đi khám sàng lọc trước sinh để phát hiện điều bất thường. Bên cạnh đó thì Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cũng đã tổ chức các hội thảo cũng tựa như là tọa đàm cùng với sự tham gia của các diễn giả, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học để cùng chia sẻ kinh nghiệm cũng như là tìm kiếm các giải pháp để giải quyết cái tình trạng mức sinh thấp. Hiện nay thì mình không có dừng lại là mỗi một cặp vợ chồng sanh 1 đến 2 con, mà hiện nay mình đang khuyến khích là mỗi cặp vợ chồng nên sanh đủ 2 con. Đối với người phụ nữ, nếu như mà người ta thực hiện cái thiên chức làm mẹ đó thì mình cũng nên có những cái chính sách để khuyến khích cho họ được học tập, được nâng lương, nâng cái mức mà hỗ trợ cho người dân khi mà sanh hoặc là cho điều trị em bé dưới 5 tuổi. Hiện nay mình đang có cái nền đó, nó có thể nhiều hơn nữa. Chính sách về miễn giảm học phí cho những người mà có sinh đủ 2 con nè, chính sách về miễn thuế thu nhập cá nhân hoặc là chính sách về chế độ nghỉ thai sản hoặc là thay đổi về các chế độ về thời gian trông trẻ, chăm trẻ. Các chính sách được đề xuất cần được cân nhắc để sớm triển khai, tạo sự an tâm cho người dân khi quyết định sinh đủ 2 con, giúp cải thiện mức sinh, kéo dài thời kỳ dân số vàng, làm chậm lại quá trình già hóa dân số, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tương lai.